Hôm nay mình sẽ mở giải câu cá rất là đặc biệt luôn. Mỗi ký cá mình sẽ thu là 500.000. Mỗi thành viên sẽ đóng 500.000 vô câu cá. Câu nhưng mà thời gian bao lâu vậy? Thời gian trong vòng 20 phút, có thích thì chơi, mỗi người đóng 5 sỉ. Chơi không mọi người? Một ký thu lại 500. Đem câu đi thức ăn sẵn luôn đó hả? Rồi 5 sỉ đưa đây. Mình sẽ gom tiền. Một người, hai người, ba người, bốn người sẽ được 2,5 triệu. 500. Rồi, 500, 1 triệu. 1,5 triệu. Trời ơi. Rồi, tiền này mới đi câu được. 2 triệu. Rồi, Liên Ngô. Cái này là 20 phút mà vậy là 500 ngàn mà mắc lắm thì. Không câu thì đi ra, mời đi ra thoải mái luôn, không có tiếp đón những cái quý ban khách mà tiết tiền vô đây. Khoan đếm lại coi cái chừng dư của em. Rồi, đủ, bây giờ mình sẽ được 2,5 triệu trong vòng 20 phút. Ai câu mỗi ký cá thu lại 500.000, cá lớn cá bé thu hết. Rồi, 1, 2, 3, cameraman, bấm giờ. Đó, cá ở đây ăn giả mang lắm. Đó, đây. Cho nó ăn trước đi. Rồi, mình sẽ câu trên sàn này thôi nha, không có đi xuống dưới nha. Trời ơi, cái gì lấy tiền người ta 500.000 cho người ta câu trên sàn vậy trời. Rồi, ok, cả nhà mình có thể là móc mồi. Con chịu phải không anh Thức? Đúng rồi. Một con chịu. Một con 2 kg là được 1 triệu. Ok. Giái trời con 5 kg là. Có ai mà câu mồi ruột không? Ở đây mình có là mồi ruột luôn nha. Đây đây, có mồi ruột luôn. Đây cái này là ruột gà, ruột vịt. Vậy có thể móc giùm được không? Rồi đưa đây móc giùm luôn, cho ngang móc giùm luôn. Thôi tự móc đi mình. Mình công công bằng mà mình lấy tiền. Rồi Liên Ngô đưa lại, hỗ trợ Liên Ngô luôn. Ý sao ý? Câu mồi ruột đi mau. Những thành viên đó đó thấy cá là ăn chưa? Nhanh lên. Rất là ăn, rất là ghê nha. Vinh con là lấy lại rồi. Chạy nhanh vậy? Nhanh vậy? Thấy lời là chắc ăn rồi. Từ từ anh Phát ơi, từ từ anh Phát ơi. Coi chừng xúc. Nương theo anh Phát ơi. Đã trời. Chưa bỏ cần. Đó. Con này nhỏ quá vậy. Hết quá nè Liên Ngô ơi. Rồi xong. Chưa. Rồi dỡ lên. Rồi ok. Phan. Rồi lên mới được nha. Rồi Liên Ngô. Con này nhỏ quá chứ không được ký mà. Rồi câu đi, căng đi. Ủa sao nó nổi trên vậy anh Thức? Anh Thác sẽ câu dính con cá đầu tiên nha. Bữa nay anh Thác hơi may mắn. Coi được nhiêu. Ký không? 100 gram là 800 gram. Thiếu cái giá. Không. Cái giá đã chỉnh cái cân ngay rồi nè cả nhà, cái cân 5 kg nè. Đó, bây giờ mình sẽ để lên. Ký không ơi? Ký hả? 900 gram. Rồi 900 gram tính sao? Rồi. 900 gram 450.000. Ký kìa. Đó. Trời ơi. Con cá này cá đực nè. Sao cá đực? Nè. Bắn tinh trùng luôn nè. Đó, ghê chưa? Rồi, mình thả cá, anh Phát 450.000, còn lỗ 50. Ôi, nó nghe này sao cục mồi em nổi trên vậy? Gãi mồi nhiều nó mới ăn. Không, cục mồi của em sao trên vậy kìa. Rồi. Đó. Anh Phát ơi. Còn 50 nó đủ nha. 400. Em. Nè, lát hết 50 nha. Ok. Về vốn rồi đó. Hình như cục mồi của em nhỏ ăn là người lên. Ơi chứ câu mà thức ăn thấy ổn hơn chứ. Đúng rồi đó. Đủ sĩ anh à. Bây giờ mấy em giục bọc ruột đây là nó ăn hết trơn. Nó cá lại quặn thấy không? Đó. Rồi Liên Ngôn sao vậy? Ơi cả nhà mình đứng lên câu sao ngồi kì vậy? Đứng ngồi chân luôn ơi. Hả? Nhưng mà cục mồi của em sao nổi trên vậy? Thôi, ở đây nè, không cho lên ra chỗ khác. Đứng lên cầu thang nè. Anh Phát chưa trơn là lời vậy? Chưa, còn lỗ 50. Comment coi thời gian giùm nha. Thì móc vô. Bây giờ mình sẽ đổ bọc mồi này xuống là cá ăn hết trơn luôn á, dữ lắm luôn. Cả nhà có cần không? Tại cá ở đây mình cho ăn ruột gà, ruột vịt không à cả nhà. Thôi chơi gì kỳ quá à. Nó.
chết rồi, cái cục sao mà phình nó trên vậy trên ông thuốc. Ông thích thuốc em ạ. Đó, đó. Ngang cũng nổi trên kìa. Đó. Ý con cá gì đó. Cá rồi lên ăn nhóc trên đó. Ý anh thức ngủ cái này lời à. Ăn nhiều nhiều xuống. À, nó ngồi rồi nó dính rồi sao mà. Nè, để giục cái bọc này xuống là nó ăn nè. 1 2 3 nguyên bọc luôn nha. Đó. Bảo đảm cá lại ăn cho coi nè. Ăn. Nó ăn cá này rồi xong nó ăn ruột này sẽ ăn ruột đó luôn. Không biết gì hết trơn. Xong gỡ cái bọc ra gì ông hai. Đó, 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 đó là ăn thấy không? À, ngang cố gắng rồi đó. Tiệt kêu. À, chiến thuật ngày hôm nay là công thức TV sẽ lời được là 2.050.000 với 20 phút câu. À, mình sẽ chia thành cameraman là 500.000. Trời ơi Liên Ngôn sao cảm nhận sao Liên Ngôn? Cá vô con nhóc chân kìa. Đâu? Cá này nó ăn kìa. Không, cá này cá goofy. Goofy một đề luôn trời. Thường ngày cá ăn dữ lắm, mình phát câu cá hết ăn cá luôn rồi kìa. Ừ, hết mồi. Bán cho cục nước ăn ngay. Nó. Thấy không? Cá lên ăn đó đó. Quá trời đó. Trời, hai đứa này chắc là quánh lộn mèo quá. Kìa. Nó đó Liên Ngôn ăn rồi đó. Phải, con cá nhỏ ghĩa đó bà. Con cá lồng tông. Trời Phật ơi. Cái miệng mày bự quá ha. Ghĩa cục mồi của người ta. Nó, thấy cá lạc nó, thấy chưa? Đó. Chết ra nè, chết ra nè. Đó, ghê chưa? Nhiều cục quá chắc nó ăn cục mỗi mày á. Ai biết được. Nó, cá lại ăn đó cả nhà ơi. Sao nó không lại em vậy? Mày làm mày nhử cái ra. Nó. Không, cứ thấy cá ăn chưa? Em phải làm một cái đó. Cái tác động gì đó nó mới lại được cái tủng hay là gì đó. Nó. Kìa Liên Ngôn ơi. Quá ăn kìa. Giục con mồi lên. Ừ. Giục con mồi lên đó. Ừ. Trời ơi nè, để vậy cho. Nè. Móc luôn camera vậy. Móc đi. Đó. Rồi con mồi đâu? Rồi. À, hiện giờ là ai có mồi ruột, hồi nãy không ai không chịu ăn mồi ruột à. Ồ quá rồi, kìa. Quá trời rồi, quá sao không kìa. Câu sống ăn. Hả? Từ từ lại nha. Ủa mày thấy ngoài đi, tủng ngoài đi. Ừ. Đó. Rồi. Ở đó. Cái này họ không êm. Ừ đúng rồi đó Liên Ngôn. Rồi cố gắng lên. Dính rồi. Ừ Liên Ngôn dính rồi cả nhà ơi. Đâu? Vụt rồi. Rồi vụt cái tiếp. Ê bấm mồi lại. Ừ dính rồi. Đây đây móc cục mồi lại nhanh. Trời ơi tức trời. Chết rồi bị dướng dây rồi. Rồi vụt xuống. Có ai vụt hả? Có đâu của con bị quấn dây. Phan từ từ mọi người. Thôi mấy cái đậu xuống. Ừ. Rồi. Chết rồi bị quấn dây rồi. Ngang bị quấn dây rồi. Đó. Chừng nào cá lên bờ được mới tính tiền nha. Giật mạnh nó đi không? Nó ăn cái giật mạnh đó. Đó. Đâu rồi, im lặng thôi. Rồi. Tay gì nó. Đó. Con cá giòn nhỏ nhất luôn. Dính hả? Trời ơi, cứ ăn. Đó đó đi không? Giật dính này, dính này. Đó. Đó. Ngang dính đừng con. Cá này bự à. Coi chừng lỗ à. Kìa Liên Ngôn kìa. Ra đây Liên Ngôn ơi. Khoan, đâu rồi? Đây nè. Chạy xuống đây. Ừ. Đây căng con cá cho em lẹ lẹ đi, em còn câu nữa. Đây hả? Dạ. Hả? Dạ. Ây dạ, cá con ngang hả? Không đâu. Ký gỡ. Trời ơi. Một ký gỡ 750.000. Lỗ rồi. Khoan, mọi người. À. Bây giờ đưa cho 1.700, lát anh Phát đưa 1.000 thêm 50 nữa nha. Ok. Rồi Liên Ngôn nè, ừ. Liên Ngôn cộng cận luôn rồi, khéo lên. Ừ. Ừ. Nó. Con cá nhỏ. Trời ơi, nhỏ kìa. Nhỏ. Nhỏ là có tiền là được rồi, hay mà lại nhanh lên câu thêm con nữa. Chắc rồi, chưa lấy. Gãy cần. Gãy đó. Khoan, từ từ, chưa, em đang nướng mà, gãy đâu mà. Ừ, từ nướng hoài vậy đó, 7-7-49 ngày đem lên. Sừng luôn. Rồi bỏ lên bờ luôn đi bà. Đó, nó. Quá rồi. Liệu là mọi người mình có
thi hết tiền không? Đó, Liên Ô. Chết ban tổ chức rồi. Rồi sao anh thức? Tiếp em con này cái anh thức. Vậy hả? Chia đôi, chia đôi. Rồi ok, mình sẽ bắt cá lên tiếp Liên Ô nha. Dễ gì? Với bàn tay khéo léo của công thức TV rồi. Trời không nhỏ đâu, cũng cả ký á. Rồi. Rồi nó nuốt cặn, nuốt lử luôn rồi. Em chắc em dở lên lâu quá hả? Đúng rồi đó. Rồi cái lưỡi ra rồi nè. Okay, okay. Đây, mình sẽ rửa con cá ra một cái. Rồi, ok. Đây mình sẽ cân nha, đâu rồi? Đây cân cá. 1 kg. Rồi đúng ký phải không? Ừ, trời ơi, xuống đi. Rồi cá Liên Ô 1 kg 5 xị. Rồi ok. Rồi có quyền câu tiếp. Nhanh nhanh Liên Ô ơi, nè 500 nè không lấy hả? Để luôn. Mấy phút rồi? 11 phút rồi, còn lâu. Còn tới 14 phút nữa lận. Vậy 11 phút sao còn 14 phút anh? 20 phút, 11 phút cho là 5 phút hồi nãy luôn nữa. Ok ok. Rồi anh Phát à, móc cục mồi, móc cục cái ruột vô đi. Gửi đây nè. Ừ đó Liên Ô. Đó, giục qua. Ồ, dính nữa rồi. Trời ơi, dính nữa rồi. An ơi. Nè, anh Phát nè, lụm cục ruột nè, kìa con cá ăn kìa. Yeah. Đâu? Kệ dính hai cá ru ly luôn nè. Cái này có tính tiền không? Cái này có tính tiền không? Đâu? Đây nè, dính hai cá ru ly nè, lại quay kỹ coi, cẩn thận coi. Đây thả cục ruột xuống dính hai cá nữa không? Rồi có cần câu không? Dính gì luôn vậy? Không. Rồi đi lên nè Phát, hạ cần cho Liên Ô vô không Phát? Né. Quá rồi. Đi vô qua đây nè Liên Ô. Nè hỗ trợ cho. Hỗ trợ cho. Rồi đi qua đi. Dở cao lên cho nó cong cần á. Để cho nó vuột. Đó. Nãy giờ cá trên khí không có con cá anh Phát là hơn dưới ký à. Trời chắc sức quá. Anh thích tiếp em ơi. Tiếp nữa hả? Lát chia đôi nha. Rồi. Nãy 500 rồi đó nha bạn. Thôi kệ đi, từ làm đi, từ từ mới kéo lên. Đó. Đừng nghe mày đứng một cái. Rồi sao rồi? Đây nè tiền Liên Ô ơi, tiền nè. Trời ơi tiền nè. Nè, ơi, tiền nè, câu cá lên lấy tiền. Có mùi tiền rồi. Anh thức tiếp em cái này cái anh thức. Thì nắm lên đi, tự đậu. Ừ, gan dính ơi kìa. Không được anh thức. Ừ. Để này, anh thức xách lên giùm em cái. Rồi ok, để mình hỗ trợ Liên Ô. Ý, sao cái con này giống hồi nãy như vậy? Con khác bà ơi. Phải con hồi nãy không? Không. Ơi, coi chừng lọt chứ xong là em không bắt thưởng nha. À, hiện tại là... Ăn con bụi cho bái luôn. Hiện tại Liên Ô đang lời rồi nha. Đây, mình cầm nha. Ký không? Không cho ăn gian nha. Ký. Rồi, 1 triệu phải không? Là 1 triệu. Ừ. Là Liên Ô đừng chịu qua đó, mình vẫn còn lời. Trời ơi, ngang nữa hả? Quá, lên cá rồi. Đâu, đem lại cầm luôn. Nhanh lên. Đâu. Con này hả? Chết rồi, nó nuốt lửng luôn rồi cả nhà. Chưa. Phải gỡ ra cho cục mồi người ta còn nghe. Rồi đút cái đọc cần vô, nhanh lắm. Quấn dây lại. Ừ. Đút giọt cần vô. Đây là cái mẹo mà gỡ câu cá. Mà sao nó ra đẩy vô, đẩy mạnh vô. Ừ. Rồi ok. Lụm tiền, con này nhiêu? Ký gỡ. Chuột ơi. 700 gửi đó, ngàn được chịu gửi rồi. Chịu gửi vậy, nãy đây chịu 2 vậy, đưa chịu 3 nó đi cho trả. Tào lao. Thì bên đó phải đưa 5 triệu. Rồi, ok. Đưa 800. Trời ơi, trời, đưa chịu 3. Vẫn còn lời nha cả nhà. Ơi, em chịu nó nha, trả đương chịu. 500 đi. 700, 800 là đúng chịu gửi phải không nè. Toàn để bóc mồi cái quê. Đó. Anh Phát làm gì anh Phát, nín thế này. Ừ. Thua luôn rồi. Nè.
không lấy bỏ, không không lấy là quỷ xuống vào con quỷ. Không được, người ta đang móc vòi tay người ta dơ. Rồi giữ giùm luôn. Nè lấy không? 1, 2. Đó. Còn Liên Ngôn chịu nữa hả? Cút mình chịu nè. Lời vậy đó bạn ơi. Cho anh hít lỗ luôn. Lỗ 500 mày. Mình hít lo rồi đó bạn ơi. Lỗ 500 mày. Để hai đứa này mới buồn nè. Hai anh Phát sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Ba người này sao vậy? Hồi nãy anh Phát dính con mà. Đúng rồi. Đầu tiên rồi. Ông còn lỗ 40-50 ngàn. Còn lỗ. Còn hai thành viên này hả? Gán đi lấy cục ruột lần kia móc vô đi. Em lời chắc rồi. Có ruột luôn hả? Trời ơi, câu ruột hết trơn rồi. Mà liệu cá có ăn không? Trời ơi, anh Phát con ruột luôn hả? Sao nó không ăn nè? Sao cục mỗi mình bị hết ngon cái gì ta? Đó. Đâu cục mỗi em đâu? Đó, trời ơi, đó. Rồi, sao rồi, sao rồi, mấy phút rồi Lĩnh ơi? Hả? 16 phút rồi, còn là 9 phút nữa. 9 phút đếm ngược, 1, 2, 3, anh em cố lên. Con nữa đi trời. Cố lên mọi người ơi. Bây giờ mình đã lời rồi, mình cũng không sợ gì. Mình cũng lời rồi, mình đâu có sợ nữa. Dính dây của Liên Ngôi vậy. Không đâu. Sao kỳ vậy ta? Đừng nói về đi ngủ nha. Nổi không vậy ta? Đừng ngủ, đi câu cá đó nha em thấy. Ơi cá có ngủ không? Giờ này chắc nó ngủ rồi. Giờ ngủ rồi rồi. Cái cần Liên Ngôi đó giờ dính cũng bọng nha. Với cần ngang. Thấy cù lần gì chứ vậy dính. Đó, coi gà, coi cá đang ăn gà, thấy không? Khúc ruột đó, thấy không? Đó. Ở hầm mình có Goofy con nhiều lắm luôn. Rồi, có nó ghẻ cục mồi của tôi kìa. Ừ. Cá nhỏ nhỏ ghẻ. Rồi. Nè, để chỉ cho câu nè, Liên Ngôn. Nữa hả? Nè, ta dở đây nè. Đó, ta đưa vô trong nè. Ta đập cục vào ra nè. Đó, là hết cần luôn, thấy không? Dữ gì sao? Đó, rồi cầm. Đập sao, dít cái nón của ông Phát đi luôn, ừ. Cười xỉu. Đó. Ừ, hai thành viên này sao vậy? Năm xị hai người, 1 triệu. Dính rồi đó. Ý kìa. À, đây là cái sân khấu của mình. Đêm nay sẽ tiếp tục chương trình văn nghệ. Ngày hôm nay là xin mời tiếng hát của Liên Ngô Vlog với bài ca ca trước hát sau ca như... Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chua. Có luôn hả? Ô, kìa con cua. Ô, kìa con cua. Cua. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Ồ kìa con cua. Bè theo chở mà hát bè chứ. Đâu rồi? Đó, còn. Cái rồi hết ăn hết chân rồi. Đó cá giờ đi ngủ rồi cả nhà. Giờ này cũng sắp sửa phía tới rồi. Thì với mà sự hỗ trợ của rất là nhiều anh em ngày hôm nay. Ligo hồi nãy là hai con nhà mình sẽ hỗ trợ thì được 5 sĩ. Ơi chị đây. Nha. 1 triệu thì nhờ sự hỗ trợ hết phần nữa còn 500. Trời ơi. Nè. Cho tiền uống cà phê thôi gì mà rồi, giữ gì tiền uống bà. Phê 5 sĩ thôi trơn gian rồi đó thôi thôi cho tiền uống phê nhiêu nói nè ghét dính con nữa nè rồi dính luôn đi giá trời à. Dính con ăn trời. Sao nghĩ ăn này cá đâu chân rồi mẹ hất cái thức ăn xuống rồi luôn mẹ. Thức ăn nhiều nhiều lên cá mới ăn dữ chắc nó buổi chiều nó cũng nó thấy không nó chạy lại quặn nước hết trơn ham. Em thấy không quận rồi đó. Thấy con cá nhỏ luôn mà. Ơ bà Cúc ơi mở đèn sau này giùm bà Cúc ơi. Mình sẽ mở đèn cho cả nhà mình câu luôn. Tại vì bây giờ là trời hơi tối rồi. Mở đèn xong mở đèn hết luôn. Dính kỉnh Phát giật. Giật 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 giật. Ơ lộn cục mồi. Xin lỗi. Trời ơi, tao đang giây phút gây cấn. Lộn cục mồi, sorry. Có đâu mà nổi nó ăn. Cục mồi của mình đã chìm rồi. Rồi rồi, mấy phút rồi Lĩnh ơi. 20 phút, còn 5 phút cuối cùng. Dính con nè. Xong, xong rồi. Gán con nó trời, đủ tiền ăn sáng con. Đó, đó. Bữa nay mình tính một câu, cả nhà thấy không? Câu một tiếng mà 1 triệu mấy luôn á. 1 tiếng 1 triệu rưỡi vẫn lỗ. Sao 1 tiếng 1 triệu rưỡi có 20 phút bằng 1 tiếng đâu 1 triệu rưỡi. Dạ 20 phút 500 ngàn 1 tiếng không biết nhiêu tiền nữa. Bà học tính toán mà hay quá hà. Đúng rồi chưa dính thì sao tính được. Ví dụ như ý với ông Phạm. Như ý Phạm hả? Lộ chắc đây hay thành viên đây đây. Quay lại những cái gương mặt thân quen hay lệnh. Bỏ
À, Phạm ơi, bạn có cảm nhận gì khi đâu cây đi câu cá ngày hôm nay? Buồn rồi, không dính gì hết trơn. Nhưng mà thấy không khí ở đây trong lành không? Đúng rồi, mát mẻ. Mát mẻ phải không? Bỏ 500 ngàn đi câu cá có không sao? Rồi ý, sao ý? Đợi chút đi. Sao vậy? Em cảm thấy là con cá nó sợ em hay sao, nó không dám lại ăn cuộc gọi của em. Vậy hả? Tại vì nó ngán mỡ. Em nói vậy. Liên Ngô, sao rồi Liên Ngô? Dính vậy nè. Đó. Câu cá mình phải tự tin là dính, mình không có tiền được. Rồi anh Phát sao rồi? Ê, ăn dính nó hay gì kìa? Dính cục mỡ. Tại vì biết sao nãy giờ mình câu nó dính nó chả. Ừ. Với lại không có gì rồi, ngủ luôn rồi. Kìa, cá nhóc hết trơn kìa. Cái giòn nó trên kia hết hay gì ta? Bây giờ ăn nhóc trơn không ăn trời. Ừ. Cái cần câu của Liên Ngô kìa mới dài dữ. Cái gì trời? Trời ơi. Khi nào bốn người đè đập đứa không? Ừ. Chủ hồ ta mừng nữa. Đúng rồi đó. Sao mày ngu dữ vậy? Mày lấy lưu đạn mày chọi xuống. Đạp chân ông Thức với mày có đạp chân với nhau không vậy? Không biết có đạp lên cho nó rơi tốn hết 5 xị vậy đó. Mấy phút rồi Linh ơi? Đạp chân với nhau không? 21 phút. 21. Số mấy? Hồi nãy lúc câu là mấy? Hết 20 phút chưa? Còn 30 giây nữa. 30 giây nữa, đếm ngược. Dính rồi. Rồi sao anh Phát? Còn không lấy cá luôn rồi đó chứ, nãy ăn lắm luôn. Còn giờ còn gỡ ngu. Ừ. Còn thở là còn thở không? À, mình đã lỗ nặng rồi cả nhà ơi. Khúc chót rồi, dính con đi mà, cho về coi. Nè kìa kìa cá kìa. Cá đây bắt lên còn dính luôn. Ăn con cá bự đó. Cá chị dính nữa nha. Ừ. Cá mề dính. Thấy chưa? Thấy chưa? Cá chạy dính của Liên Ngôn nữa đó. Đó, người cùng quê là đúng. Không ăn luôn. Rồi, hết giờ rút cần. Dính rồi, dính rồi, dính anh Thức ơi. Rồi, rút cần hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Ơi, anh chơi chung tiền nha. Rồi, sau 20 phút câu thì bây giờ Liên Ngô lên trước. Liên Ngô ơi, anh phát được nhiêu? 450. Trả 50 đây. Thiếu 50. Ừ. À, anh phát đây là lỗ 50 ngàn. Đây, 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 thành viên là lỗ 50 ngàn rồi, anh đi vô đi. Rồi, rồi, lỗ 50. Ý ơi. À, hai thành viên câu đạt giải lại đây nói chuyện. Rồi như ý sao? Lỗ nhiêu? Lỗ có 500 à. Rồi đi vô. À, cảm ơn rất là nhiều sự ủng hộ. Phạm lỗ nhiêu? Lỗ 500 à. À, cảm ơn rất là nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của mấy anh em. Liên Ngô được nhiêu? Em được 1 triệu. 1 triệu hả? Rồi nhờ công mà đây coi kéo cá lên cho nhiêu? 500 nè. Em đâu mướn. Cầm đi. Ai mượn gì? Trời thấy không? Bởi vậy con người mà lương lẹo, những con lương nó nằm ở đây. Đây. 500 nữa nè, có bo tiền kéo cá lên không? Ngàn không biết ơi. Cho chị mượn ngàn. Chị ha, thôi để ngày mai đi em vô. Trời ơi. Rồi đi về đi Liên Ngô là được 5 xỉ phải không? Đi về em. Rồi đi vô đi, đi vô đi. Cắt miếng mồi mai. Ờ đúng rồi, đi vô đi. Rồi ăn ăn nhiêu? Em lỗ 1 triệu gửi anh ơi. Trời được 1 triệu gửi hả? Lại được 1 triệu hả? Rồi được có 1 triệu. À thì ngày hôm nay là sao mà cái cuộc thi đấu mà câu cá trong vòng 20 phút của mình á thì mình đã lỗ hết 500 này cả nhà ơi. Thấy không? Câu cá mà lỗ. Ghê chưa? À, thôi cả nhà có gì á là hẹn cả nhà gặp lại những clip tiếp theo. Cả nhà có những clip gì hay nhớ comment bên dưới giùm mình. Hầu cá ăn dữ lắm không? Ăn riết mà bây giờ lỗ.